Dạ em Quốc Hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em test chất âm của chiếc đài Crest Audio 3501S để gửi tới cho tất cả bác. Thì con này thì bên em cũng đã có giới thiệu cho tất cả bác rồi. Dòng này chạy 24 sò Toshiba chữ đỏ sò sách nha bác nha. Hai nguồn riêng biệt, hai tăng phô nguồn riêng biệt nha. Và dòng này thì nó sở hữu 4 ba tụ cực kỳ là khủng của Dinh A. Đấy, các bác nào mà chưa xem qua video này thì em sẽ các bác kết bạn Zalo cho em. Em sẽ gửi link và cũng như gửi ảnh cụ thể chi tiết con này cho tất cả các bác. Chủ yếu hôm nay là chúng ta đi vào test chất âm, lắng nghe chất âm của nó nha. Hiện tại là em sẽ ghép với nó là đôi Classic Pro Bass 40 một chiếc kèn 600W trên một thùng nha bác nha. Đấy. Con này thì có công suất là 300W ở 8 ohm. Đấy. Thì em sẽ đánh vào cái cặp mà lo Classic Pro 600W này để cho các bác nghe. Đấy, dù bác sợ nó đánh không nổi đấy, nhưng mà thực chất hàng xịn thì nó sẽ khác với những hàng tàu thì họ đỡ cái công suất nó khá là cao, 1000W, 2000W, 3000W đúng không? Nhưng mà thực chất thì nó đánh không có khỏe như thế đó. Còn về hàng xịn á thì cái công suất lúc nào thì họ cũng đưa ra khấu hao hết nha bác nhé. Đấy, nên là cái khi mà ví dụ như công suất họ đưa ra 300 thì nó sẽ chênh lệch đâu đó ví dụ lên tầm 350-400 chẳng hạn. Đấy, thì nó cái công suất nó sẽ lúc nào cũng mạnh hơn là cái số công suất thật sự mà cái con đoán ra, thì lúc nào nó cũng mạnh hơn là cái thông số mà kỹ thuật nhà kỹ thuật họ đưa ra. Đấy. Thì để kiểm nghiệm chất âm á, thì em đã kiểm nghiệm chất âm trên những cái con Crest này hoặc là những con WC. Đấy, WC như giống như là WC 1700 thì bác thấy nó cũng để là 300W nó 8 ohm thôi. Nhưng mà khi mà nó đánh ra lo thì em bao tôi cáo bác là những cái đôi lo công suất như 600W này thì đánh cân vô tư, cân cực kỳ là khỏe luôn nha. Bây giờ mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe cho âm này. Đấy. Thank you.
tất cả các bác thấy chưa? Thì khi mà nó căng cái đôi loa Classic Pro 600W này bắt 40 full treo kèn này thì đánh bao phê luôn, cực kỳ là hay. Đặc biệt là về chất âm thì dòng sở sách thì cái tiếng dây trung, dây mid và dây cao của nó, dây chép thì nó sẽ nhuyễn hơn, tiếng nó sẽ sáng hơn nhiều như vậy. Đó là đặc điểm những dòng sò sách. Còn về đặc điểm dòng sò thang thì tiếng bass nó sẽ mềm, sâu hơn dòng sò sách một tí nha. Đó là mỗi cái ưu điểm của những dòng sò thang và những dòng sò sách nha. Thì các bác nào yêu thích dòng sò sách thì liên hệ cho em. Con này thì có giá là 9,5 triệu nha bác nha, 9,5 triệu, 3501S nha, 24 sò Toshiba chữ đó sò sách nha bác nha. Dòng sò huyền thoại được tích hợp trên những cái con ampli cao cấp của những cái dòng như là Sơn Xui vân vân, hoặc là Pioneer. Rồi thì đấy, có giá là 9,5 triệu và đôi loa Classic Pro CB CSB 15-25 mã đời thùng gỗ cao cấp của hãng bắt 40 full trip kẹt. Thì đôi này có giá là 18 triệu bên em bao cước toàn quốc cho cả bác nha. Về trong phân khúc tầm giá thì em bao cho cả bác là anh đứt những cái cặp đôi CBL luôn nha. Đấy, con này thì về cái cấu hình của nó cực kỳ là khủng. Đấy, em đã có quay clip cho tất cả bác xem cái nội thất của nó rồi. Đấy, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác nha.